A à, ve sách. Hỏi bài mới trả lời rất thi vào thư Việt Nam tài nghe à, về rạch. chào mừng các bạn đến với trang web Viết sách học cùng bạn. Hôm nay thầy cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi của bài 18 Biển và đại dương trong bộ sách Chân trời sáng tạo. Câu hỏi số 1 trang 173 dựa vào hình 18.1, em hãy kể tên các đại dương trên thế giới. Đây là hình 18.1. Đồ muối của nước biển và đại dương Qua quan sát hình 18.1 thì ta có thể thấy rằng Các đại dương trên thế giới bao gồm Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Đài Tây Dương Câu hỏi số 2, trang 174 Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.1 Em hãy cho biết 1. Sự khác biệt về nhiệt độ và đồ muối giữa vùng nhiệt đới và vùng ôn đới 2. Giải thích tại sao có sự khác biệt như vậy Xin mời các bạn cùng quan sát hình 18.1 đồ muối của nước biển và đại dương. Chúng ta cùng trả lời cho ý đầu tiên, sự khác biệt về nhiệt độ và đồ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. Đầu tiên, đồ muối ở vùng biển nhiệt đới cao nhất và cao hơn đồ muối ở vùng biển ôn đới. Thứ hai, nhiệt độ trung bình ở vùng biển nhiệt đới rơi vào khoảng 27,3 độ C và nhiệt độ trung bình ở vùng biển ôn đới rơi vào khoảng từ 15 độ C đến dưới 5 độ C. Ý thứ hai, nguyên nhân của sự khác biệt đầu tiên là nguyên nhân nhiệt độ vùng nhiệt đới và vùng biển ôn đới khác nhau là do: thứ nhất, vị trí địa lý; thứ hai, điều kiện khí hậu; thứ ba, một số điều kiện tự nhiên khác như nước và đất. Hai, nguyên nhân độ muối giữa vùng nhiệt đới và vùng biển ôn đới khác nhau là do: đầu tiên là nguồn nước sông chảy vào; thứ hai là độ bốc hơi của nước trên biển và các đại dương khác nhau. Câu hỏi số 3, trang 174, dựa vào thông tin trong bài và hình 18.2, em hãy trình bày khái niệm sóng biển và sóng thần và cho biết nguyên nhân hình thành hai loài sóng này. Đây là hình 18.2, các loài sóng trên biển và đại dương. Trả lời cho câu hỏi số 3, sóng biển là sự dao động của các phân tử nước do gió, còn sóng thần là loài sóng cao vài chục mét gây nhiều tác hại nghiêm trọng do đồng đất hoặc núi lửa hoạt động ngầm dưới đáy biển mà hình thành. Câu hỏi số 4, trang 175, đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.3. Em hãy một Trình bày khái niệm về hiện tượng thủy chiều. 2. Cho biết thế nào là chiều cường, thế nào là chiều kém. 3. Xác định thời điểm xảy ra chiều cường và thời điểm xảy ra chiều kém. Đây là hình 18.3, vị trí của mặt trời, mặt trăng và trái đất vào các ngày chiều cường và chiều kém. Trả lời cho câu hỏi số 4. 1 thủy triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lúc lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi ra xa. Hai, chiều cường là những ngày thủy triều dao động nhiều nhất, còn chiều kém là những ngày thủy triều dao động ít nhất. Ba, thời điểm xảy ra chiều cường xảy ra khi mặt trời và mặt trăng trái đất nằm thẳng hàng với nhau, tức là ngày 30 tháng 1 và ngày 15 tháng 6 âm lịch hàng tháng. Còn thời điểm xảy ra chiều kém, tức là thời điểm mặt trăng và trái đất tạo với mặt trời một góc vuông. Câu hỏi số 5 trang 176 dựa vào hình 18.4 và kiến thức đã học, em hãy kể tên các dòng biển trong các đại dương cho biết hướng chảy của các dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Đây là hình 18.4 dòng biển trong các đại dương. Dựa vào kiến thức đã học về hình 18.4, ta có thể nêu tên một số dòng biển nóng và dòng biển lạnh như sau. Đầu tiên là dòng biển nóng bao gồm Nam Cực đảo, Bắc Thái Bình Dương, Alaska, Gulf Stream, Bắc Đại Tây Dương Guinea, Guyan, Brazil, Mozambique, Bắc xích đảo và ngược xích đảo. Còn dòng biển lạnh bao gồm Tây Australia, Somalia, California, Peru, Canary, theo gió Tây, Benila và hướng chảy của các dòng biển nóng. Dòng biển lạnh bao gồm dòng biển nóng chảy từ xích đảo về hướng cực, còn dòng biển lạnh chuyển đồng từ 40 độ Bắc hoặc Nam về vùng xích đảo. Câu hỏi phần luyện tập trang 176. 1. Em hãy lập sơ đồ thể hiện ba dạng vận động chính của nước biển và đại dương. 2. Tìm mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ muối của nước biển và đại dương. Ý thứ nhất, sơ đồ thể hiện ba dạng vận động chính của nước biển và đại dương, các bạn có thể tham khảo sơ đồ dưới đây. Đầu tiên là sóng, thứ hai là thủy triều, còn thứ ba là dòng biển. Thứ hai, mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ muối của nước biển và đại dương. Nhiệt độ làm ảnh hưởng tới độ muối trong nước biển và đại dương do nhiệt độ có tác động tới độ bốc hơi của nước biển càng lên ví độ cao, nhiệt độ càng giảm dần dẫn tới độ muối có xu hướng giảm từ ví độ thấp lên ví độ cao. Câu hỏi phần vận dụng trang 176 nêu những lợi ích kinh tế mà sóng, thủy triều và dòng biển đem lại cho chúng ta liên hệ tới Việt Nam đây là những lợi ích kinh tế mà sóng, thủy triều và dòng biển đem lại cho chúng ta. Thứ nhất là phát triển công nghiệp năng lượng, sản xuất điện năng. Thứ hai, phát triển ngư nghiệp, đánh bắt hải sản. Thứ ba, nghiên cứu khoa học, thủy văn và quân sự. Ở Việt Nam, con người đã biết sử dụng thủy triều để phục vụ cho công nghiệp để sản xuất điện, bao gồm năng lượng sóng và thủy triều, ngư nghiệp, đánh bắt hải sản, ngư trường thủy sản, nghiên cứu khoa học, thủy văn và quân sự. Và phần vận dụng là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi. Thầy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học sau. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách